Kinh quá. Cá tự nhiên thôi mà nó vô nhiều dữ nha. Mình nhìn góc độ này nè, thấy cá từ đây đã tới góc dừa đằng kia luôn á. Đúng rồi, quá trời nhiều luôn. Đây quý vị thấy bò thông thiên, mà đã gặp nửa bò thông thiên luôn nè cô chú anh chị. Đang cơn nước lũ đang về ở bên kia là làm hư hại cái thiệt hại của người dân ở tại nơi đây nè cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị thấy nhà cửa nè siêu hết rồi. Ôi, đỉnh nè. Tới đây hả? Dưới nó xuống. Ở đó đó. Cũng ngập cả nửa mét rồi. Ngập. Mét tới đây khoảng nửa mét rồi, ngập lên khoảng nửa mét rồi. Hai đủ, theo bà á. Bà ơi, bà đuôi bà đi bán về nè, bắt đầu hai chỗ ủng đâu dám lấy nước thùng. Dạ, ủng mà chịu không nổi. Ủng là sao nước anh trên cái hai này vườn chiếu mà được cái ủng này thì dò cả cái đầu của nhà chú xe rồi lúc hết luôn nhà cửa của chú thì vinh vinh hết là của chú anh chị này, chú nói là ngập gần cả tháng rồi của chú anh chị rồi, nước nè cái phòng của chú anh chị đây nhà trước nè chú anh chị thấy nước thôi em lên đây ngủ á. Cô chú anh chị thấy quá tội cho người dân, ông tà ông địa ngập luôn. Hên chuồng heo được khô. Ê chuồng heo này khô. Dạ rất vui được gặp cô chú anh chị ở tại video mới này. Thì đến video mới hôm nay thì em về vùng Thất Sơn Bảy Núi của chú anh chị qua những cái cơn bão và những cơn mưa kéo dài. Thì vùng Thất Sơn Bảy Núi có những cái điểm nơi ngập úng của chú anh chị. Một vài điểm em đến đây để cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn cùng được xem. Cơn thủy triều đang đổ về cuồn cuộn luôn cô chú anh chị. Đây là người ta chắn nước cho đừng cho vô ruộng nè, nhưng mà nước vẫn vô tràn ngập cả con đồng luôn cô chú anh chị. Nước rất là nhiều. Đây là vùng bảy núi của chú anh chị. Phía trước chúng ta đó là núi Cấm ạ. Hiện tại là mưa làm cho nước tuôn xuống vùng trũng nè và nó chảy xuống cánh đồng của người dân. Và gần đây có rất là nhiều cái căn nhà bị ngập lụt của cô chú anh chị. Em sẽ cùng cô chú anh chị đến đó để quay cái vùng ngập lụt phía sau chân núi Cấm nha. Cá rồi cô chú anh chị. Quá trời cá luôn. Đây cô chú anh chị xem nước ngập mà cá nè cô chú anh chị. Cá trên săn luôn nè. Quá trời cá luôn. Mưa nước ngập ở An Giang á cô chú anh chị. Ở vùng bảy núi nè. Cá này là cô thả hay gì cô? Vậy là tự nó đẻ ha. Dạ. Tự nó đẻ. Không nhận mà trước cửa nuôi cá luôn. Nước rồi cô chú anh chị. Dạ, và trước mặt cô chú anh chị đó là những chú cá gô phi thiên nhiên của chú anh chị. Do nước ngập như thế này làm cho săn của cô đã ngập úng rất là nhiều ngày và dẫn đến là cá gô phi đã về đây đang gông của cô chú anh chị. Đây là rất là nhiều cá luôn, đàn cá này rất là lớn và bự nha cô chú anh chị. Và hầu như là cá này nãy có gặp cô chủ nhà và nói với cô là xin cho quay cô chú anh chị, thì cô nói là cá này là cá tự nhiên, nó vào đây đang gông và gia đình cô cũng không có bắt những chú cá này nữa cô chú anh chị, cho nên là chúng ta thấy rất là lạ ha. Cá tràn ngập vào sân nhà và ăn như thế này nè. Để em hãy cho cô chú anh chị cùng được xem nha. Cô chú anh chị thấy cá rất là nhiều ha và rất là lạ luôn.
thành cá thành một bầy đàn như thế này. Thì hiện tại là em đang về vùng Thất Sơn Bảy Núi. Cô chú anh chị thì vừa qua thì mưa dẫn đến là đá sạt lở rất là nhiều nơi ở trên núi, như là núi Dài, Vạn Liên hoặc là núi Cấm của chú anh chị. Thì giờ đây thì mưa cũng đang kéo dài và làm cho cái hộ dân ở nơi đây ngập úng như thế này. Thì căn nhà kế bên là của chú anh chị là vẫn có người ở và nước ngập như thế này, dẫn đến một đàn cá thiên nhiên đã kéo về săn của cô để mà sinh sống và ăn nơi đây, ăn gông. Cô chia nãy có hỏi cô và cô nói rằng là cá thiên nhiên để về đây để mà ăn gông của cô chú anh chị và tá túc ở đây, và gia đình cô cũng không có bắt nó cho nên là nó sinh sôi và nó nảy nở mấy ngày nay, rất là lạ ha cô chú anh chị. Em thấy đàn cá từ đây nè và ụt tới đó luôn. Đàn cá này đông anh hớn ơi, quá thì nhiều luôn kìa, nó dài ra tốt rồi sao luôn, cá quá thì đẹp luôn kìa. Cái đàn cá tự nhiên thôi mà nó vô nhiều dữ ha. Mình nhìn góc độ này nè, thấy cá từ đây đã tới góc dừa đằng kia luôn á. Đúng rồi, quá trời nhiều luôn. Trời ơi, rất là lạ. Mà cái đàn cá này á thì là ở ngoài sau hè á, nó đi vô á. Cô chú anh chị thấy rất là nhiều luôn nè. Công nhận nước lũ lụt ghê thiệt. Và đàn cá này nó ngộ hả ta? Mưa tự ống gài á, do đó nước rút không kịp đó. Nhưng mà cái nhà này là ngập xuyên suốt luôn rồi nè. Cô chú anh chị thấy là nước ngập nè, người dân lém đém trên nè cô chú anh chị. Nước rút không kịp mà. Mưa kéo dài. Mấy bữa nay dữ lắm luôn ha. Mưa kéo dài quá. Kéo dài mà lâu nữa. Giờ mình ra sao cho bà con thấy đi. Đi, nhìn đi ra sao nè cô chú anh chị. Đây nước đây. Hồi ôi ngoài này nó tràn tựa lưa hết trơn luôn nè. Trời ơi, ơi cô chú anh chị ơi, quá nhiều luôn. Chắc mấy cá rô phi ở trong đây ra quá. Trời ơi, ơ sao kìa, nguyên cái vùng ở sao ngập hết trơn luôn bà con. Nguyên cái khu đằng sau nè, ngập bình địa hết. Chuối luôn, ngập lút hết nè. Hồi nãy là chắc mấy cái đàn cá rô phi ở dưới mấy cái này nó lên nè. Chạy ra một chút sang kia đó. Nhà này chút xíu nữa còn mấy phân nữa ngập vô nhà luôn rồi nè. Còn chừng hơn nữa gan cái gì? Ừ. Cô chú anh chị thấy mưa làm mà cái vùng thấp trũng này nó ngập như thế này nè. Nó không rút nước được. Cái nhà bên kia thì nước ngập vô cái nhà đó luôn rồi đó. Ngập luôn, cái đó đã thành đó. Mà trước thì lé lé, mà trước thì cái đàn cá ở ngoài trước rất là ngộ lạ ha. Ơn sao thì ngập hết. Tự không gài luôn hả? Ừ. Ngập tới giờ luôn, không rút hả cô? Luôn. Không, nó khô rồi, bữa hổm nó một cặp rồi, nó lên gần cái đó rồi. Nó vậy khô rồi. Ngập vô nhà cô luôn hả? Ừ, ngập lên nhà luôn. Rồi bữa nay mưa mấy ngày nè. Mưa mấy ngày mới rớt gì ra. Mấy ngày nay lại ngập lên nữa. Ừ, không bừa ngập thoát hết trơn. Nhà bà anh không? Dạ. Ông anh già, ông anh đi qua bánh bắt cá kìa. Ờ, bắt. Bắt bánh bắt mấy cái cuộc thi đó hả? Có hai cái cô phi đó là cái cô phi là tự nhiên ấy, mà sao nó lên nó ở đó hả cô? Cái này hình như là tự nhiên gì? Tự nhiên. Con thấy là đâu có cái đường nào để con lớn luôn đâu. Mà nó lên trên săn nó ăn. Giờ thì anh đi bắt cá cô chú anh chị, mình xem anh bắt cá nha. Anh bắt cá mấy cái cô phi coi được không? Xin có hai con. Đây. Anh đi bắt cá à cô chú anh chị, bắt cá ngoài săn. Săn nhà luôn. Quá đây rồi, có cá đắt dữ mà. Chào mấy con nha. Này có thấy cá trước săn gì chưa? Chưa hả con? Con học ở đâu? Đây hả? Không ngờ có bà coi cá không? Bắt được hả anh? Anh bỏ tay cô chú anh chị. Đàn cá nó hay, anh tới bắt là nó chạy rồi. Thấy cá quá trời nhiều.
Vậy là cô xúi anh là phải câu chứ không? Câu chứ không, bắt không được. Nó chạy hết trơn. Đi hết trơn cô. Nguyên một đàn luôn. Thấy anh lại bắt cái là nó đi hết luôn á. Cá nó mới lên săn luôn. Dạ. Sao anh? Dưới anh lại là nó chạy hết phải không? Anh thấy cá quá trời nhiều, anh cũng tính bắt về con của chú anh chị. Nhưng mà anh bước xuống thì cá nó chạy hết rồi, không có ở đó nữa. Đây quý vị thấy bò thông thiên, mà đã gặp nửa bò thông thiên luôn nè cô chú anh chị. Ra cơn nước lũ đang về á cô chú anh chị ơi. Chắc là làm hư hại cái thiệt hại của người dân ở tại nơi đây nè cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị thấy nhà cửa nè ngập thiêu hết rồi. Bên kia thì ruộng vườn rồi cô chú anh chị, không còn gì để nói nữa. Cơn lũ năm 2000, cây trái ruộng vườn rồi nè, nhà luôn. Dạ hiện tại là em đang đứng ở nhà một cái hộ dân ở dưới chân núi của cô chú anh chị, và nước ngập như thế này nè cô chú anh chị. À, xe đồ ngập lút hết luôn, nhà cửa của chú thì linh binh hết nè cô chú anh chị, là hầu như là căn nhà này đã tràn vô trong nhà luôn rồi. Cái này trong nhà mình ngập luôn hết chú ha? Ngập như thế này luôn. Ngập như thế này luôn. Trời ơi. Tới lên sầu luôn chứ, trong bếp hết luôn. Tới trong bếp luôn. Đây là chắc như này cho tôi bếp nè. Dạ. Và cái năm nay ngập hay mấy năm trước ngập không chú? Hả? Nhà chú á, mấy năm trước có ngập không? Mấy năm trước nó chưa làm đường nô thì ngập thì phần này mà hơi rút hết. Rút hết nha. Nhưng mà bây giờ nó làm nó không bút mương cái nhà nó cứ yêm về là hoài. Chú ngồi uống nước trà mà nước vậy đó hả? Cái nhà dài không biết thì mà già không biết hoài. Dạ. Heo cuối cao giờ cũng chân chừng này. Dạ. Bây giờ nhà bếp ở sau nhà chú cũng vậy luôn. Toàn hết cả khu vực này luôn. Cái này đó, bếp ngập trong nhà, ngập chỗ nào cũng ngập, có chỗ nấu cơm đâu. Không có chỗ nấu cơm luôn. Đâu có, tại bếp nó cao, nó ra mình đó đó. Dạ. Nó kia là thôi hết chỗ đó. Chú cho tụi con vô nhà luôn không? Được, có sao. Dạ. Đây cháu có đi đường này đi. Dạ. Giờ này thì anh em sẽ vô nhà chú để quay cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy là cái này cái chiều cường mà nó cao nhất là khoảng tới đâu hả chú ha? Nó lên đây được một tấc. Một tấc nữa hả? Thì đuối rút rồi đó. Dạ. Đây là tới dấu, cái dấu cây luôn không chú? Đó, thấy cái cây qua thấy không? Dạ. Đó, nó rút lên đây. Quá trời luôn. Dạ, thấy mới rút đi rồi đó. Dạ. Vậy là tụi con đi đường này là vô nhà bếp chú luôn ha? Đi đường này là bếp. Dạ. Hết nhà luôn hả chú? Hết nhà luôn hả? Nhà nó đứng ngồi sổ. Dạ. Uống nước trà mà ngồi vậy. Hết biết rồi. Đó, phải ngủ đây. Dạ, chú cho con hỏi là cái ngập ở đây là thời gian bao lâu rồi nó ngập như thế này hoài á chú? Mấy năm trước nó cũng ngập chiều này nhưng mà hơi rút đi. Dạ. Nhưng mà cái đầu từ đầu năm nay thì lộ nó lên cao lên không có mưa này nên là ngập hoài này suốt đầu mưa giờ luôn. Đông mùa mưa giờ ngập hoài luôn. Ngập hoài tủ hư hết trơn đâu. Cả tháng không chú? Dạ mấy tháng này là gì đó. Mấy tháng này. Dạ chú, đầu mưa. Chú tạm thì tớp ở đây giùm con á, cho nó đừng có nghe chú. Dạ. Vậy là trước cái cơn mưa lớn bờ hổm mà sạt lở núi dài chảnh luôn. Trước. Vậy là lâu rồi. Lâu từ đầu mùa mưa giờ thì từ ngày đêm bắt đầu đổ đất làm lộ đêm là ngập tới bây giờ luôn. Và mấy năm trước cũng ngập. Nhưng mà dạ. Hơi thì nó rút đi. Thì trong nhà thì không ngập còn đi sân thôi. Nè. Cái quạt nè. Tủ ngập hết trơn luôn. Hư hết luôn. Chú kim điện về nè, không sợ nó mát sao? Đâu có nước điện nằm trên. Điện nằm trên ha. Ừ. Wow. Cái này có cục siêu bi nó có gì nó cúp. Nó cúp hết con chú ha. Ừ. Con đi ra xa chút nha chú. Ừ cứ đi đi. Đây, quá tài luôn cô chú anh chị ơi. Đây tủ bàn ghế một hết trơn rồi. Hết luôn rồi. Đâu còn cái gì nữa đâu. Cái nhà của chú luôn rồi nè. Hết trong nhà trong bếp luôn, ngập hết rồi luôn. Không có chỗ nấu cơm luôn hả chú?
ơi, có kìa. Có đâu. Cả đồ cái gì không xài chú để dưới, còn cái nào cần thiết là chú chim lên. Chim cũng chim nữa mà cứ làm ập nước hoài làm sao. Chim mà cũng gớt xuống luôn. Trời ơi, trong nhà kìa cô chú anh chị ơi. Trời ơi, cái gì đây đây. Tủ bàn ghế gì hư hết luôn à. Và chú nói là ngập gần cả tháng rồi cô chú anh chị. Đầu mưa giờ luôn. Dạ. Mùa mưa tới giờ là cả tháng. Ờ, mấy cái tủ này nó bung nó hư hết luôn cái chú luôn à. Trong nhà cô chú anh chị thấy không? Cái nhà ngập luôn rồi. Bung hết à. Trời ơi, cái phòng ngủ gì ngập hết trơn luôn, trong ngoài trước vậy luôn rồi nè. Ờ, trong nhà cũng như ở ngoài sân luôn. Ờ, chú chịu gì là một tháng mấy nay rồi đó Đạt. Bởi vậy. Rồi nước nè, cái phòng rồi nè cô chú anh chị. Nước. Đây nhà trước nè, cô chú anh chị thấy nước thì thôi luôn. Ở đây lên là trên 10 phân, cái mình đi là trên mắt cá mình luôn. Đây cô chú anh chị thấy phòng ngủ như thế này thì làm sao người dân ngủ được cô chú anh chị? Không có chỗ ngủ luôn. Này cái phòng nước nó vô trong phòng luôn rồi nè. Vậy rồi sao cô chân mình ngủ? Rồi vậy. Có ngủ à? Không có chỗ ngủ luôn á. Rồi cái giường của chú kìa, lót bằng ghế ngủ luôn kìa cô chú anh chị. Lót cái ghế chim cái niệm, ghế lên, chim cái niệm lên đây ngủ cái niệm lên cô chú anh chị thấy quá tội cho người dân cô chú anh chị ơi. Đây phía trước nè anh Thắng ơi, bàn thờ ông tà ông địa ngập luôn, ngập lên cái bàn thờ luôn rồi. Chim chim không kịp rồi, không thành tài thấu địa nè cô chú anh chị, ngập như vậy nè. Quá trời quá đất không biết luôn rồi. Rồi bàn thờ nè, trời ơi. À, cái tủ bên đây, tủ dàn cao kê của chú nè cô chú anh chị, ngập lúc hết luôn. Ơi chú là người bộ đội gì hết, chú là cựu chiến binh của chú anh chị, họ cựu chiến binh nè Việt Nam mà. Căn nhà của chú lại ngập như thế này của chú anh chị, rất là tội cho chú nha. Chịu đựng cũng thời gian cũng dài đó vậy. Mình ra cùng quay ra ngoài trước nè, cái khung nguyên nhà trước chặt hết trơn luôn, xe cổ luôn kìa lúc trên vô đây nè. Quá trời cô chú anh chị ơi, như thế này mình ở cô giáo quen rồi, ở như thế này sao chịu nổi anh Tấn anh Hân. Rồi cái giọng của chú kìa, chỉ còn lú cái chớp lên một chút xíu để nằm thôi cô chú anh chị. Bây giờ mình đi giáp nhà là mình thấy chú không còn một cái vị trí nào để nằm cái giường ngủ, có một cái giường khô nữa, bởi vì khô ở ngoài thôi. Này, trong nhà này không có một cái giường nào chú phải kê mấy tấm niệm lên hết. Tủ bằng thờ là ngập lên tới mí đó luôn rồi kìa. Cái này mà theo nước rút là nó cũng hư trơn, hư đúng chân rồi. Hết. Chịu không nổi. Quá. Không thể ngờ. Ê mình ra sao luôn đi cho bà con xem. Hết căn nhà với chú đi. Không để. Bàn thờ như thế này nè, rồi chú cũng không chắc cơi không kịp quá. Cho ông địa hiện tại. Chú không cơi cái bàn thờ này lên. Cho ông địa hiện tại ịn dưới lũ luôn rồi. Chú cơi không kịp. Đi đi dòng mình sao? Dòng mình sao? Quá luôn rồi. Nãy giờ mình coi trong nhà mà cái nền rất là cao mà anh Cao Hớn đi tới đầu gối luôn nè cô chú anh chị, mắc cá luôn á. Trời ơi tủ này nó mục banh hết luôn, siêu dẹo luôn nè. Quá. Đây cô chú anh chị thấy là đồ đạc không phải kê lên cao như thế này nè cô chú anh chị. Những cái gì mà sử dụng được thì đã kê lên đây hết nè. Đây chúng ta ra nhà sau luôn nè. Nhà sau mấy cái máy giặt đồ phải kê lên như thế này nè cô chú anh chị. Kê lên khỏi mặt nước chân nè. Máy tắt luôn á nè. Đó cô chú anh chị thấy lưu nước cũng kê lên luôn. Lấy sàn nước không? Cái sàn nước nè. Kê. Okay. Tủ lạnh luôn nè. Rồi chỗ nấu ăn nè anh Hấn ơi. Rồi. Cặp lúc hết rồi.
tủ lạnh kê mấy cái cây đá lên luôn. Ở đây mấy cái chuồng heo, chuồng gà giờ này nó ngập lút hết, không còn cái gì hết. Hên chuồng heo mà được khô. Chú có nuôi heo gà nhóc kìa. Ở vậy. Gà không có chỗ ở, nó trèo lên cây nó. Vậy là nhà của chú là mình thấy là còn một cái vị trí hai cái chuồng heo là khô. Chuồng heo là khô. Nhà tắm, nhà vệ sinh này là khô thôi, còn tất cả đều ngập hết nhà. Xung quanh lúc hết trơn kìa. Đây mình quanh đây kìa. Ê chuồng heo này khô. Ê, chú nuôi heo của chú anh chị. Chú nè nuôi cũng mười mấy con heo ha. Cái chỗ bên kia cái chỗ nấu cho heo ăn ngập lúc hết luôn. Không còn cái gì nữa. Đó là cái chỗ nấu cũng lúc hết luôn. Cái bếp nấu cho heo ăn mà lúc rồi chú anh chị. Lúc hết rồi. Cô chú anh chị thấy là cái mặt nước nè, nghe thanh chảy nè cô chú anh chị. Là mặt nước đây rất là cao luôn á. Đây, chỉ bỏ thanh chổng lên khoảng chừng một gang thôi là tới cái thanh chổng rồi nè. Bên kia thì lúc hết luôn. Đây là cái giường của chú nè cô chú anh chị. Đây, cái giường nó ngập như thế này đây. Gốc dừa mà chúng ta thấy là nó lên rất là cao luôn đó. Em không đón nha, có khả năng là một số ngày tới nữa là có khả năng là nó còn cao nữa đó chú. Còn cao. Diễn mưa quá trời, mưa sáng tới giờ. Không phải. Đó mà làm giường nồi nữa nên đổ đan thêm nó còn cao nữa. Dạ. Rồi cái lúc nào mà chú thấy mà cái đợt mà chú lính như nè. Tới đây nè. Dưới đó xuống. Cái này ở đó đó cũng cỡ cả nửa mét rồi. Dạ. Mét tới đây khoảng nửa mét rồi, ngập lên khoảng nửa mét rồi. Nửa mét thì nó vừa ngập hết luôn. Dạ. Bây vườn chú nước ngập vậy là con nghi chắc qua mùa này chắc cây trái chết hết quá chú. Chắc hết. Nãy giờ thiệt hại người ta nhiều lắm, heo muối giờ đấy chú là luôn đâu. Giờ đây là chết nguyên bầy heo. Rồi còn chết nguyên bầy luôn. Bầy heo mới đẻ chết heo nái nằm sau nhà đó. Mày ơi. Còn heo tươi mới được gửi tao mới đem về, sửa lại chuồng đem về đó. Dạ. Thì lại kinh tế nhiều lắm. Tao làm xe hàng ngày bây giờ làm đâu có được. Rồi chú ở nhà đây có con cái vợ chung không? Không kêu mấy cái bàn mấy tủ trong chổng lên chú. Nó cũng ngờ nhưng mà nó đi làm nhưng mà không nào ở chung đây vì nó là nhà anh kia. Dạ. Nên cho nó ở nhờ chung mấy đứa thì cháu với cho nó ở anh kia. Dạ. Để vậy con sợ mấy cái tủ chú sau này chắc một chân hư á. Một rồi đấy, còn gì nó còn hư cái gì nữa. Con thấy phía sau mình là núi gì hết chú? Núi Nam Viên. Núi Nam Viên. Trời ơi, thấy cực khổ quá. Quá. Nuôi heo ngoài sao thì cũng ngập hết trơn. Nó ngập con thấy quá tời luôn rồi. Rồi hàng ngày là chú qua sống như lũ như thế này đấy hả? Nói nhà ngày thuốc đầu mưa giờ đấy. Chú có đang ổng hoài vậy đi thì ba ổng, hai ổng, hai ông bà á. Bà đuôi bà đi bán về này bắt đầu hai chồng ổng đâu dám lấy nước không. Không ổng mà chị không nổi á. Không ổng là cho nước ăn trên mấy hai này. Giường chiếu mà mình không có ổng này thì dò cả cái đồ khô. Dạ. Chú không có phương pháp gì để mình kê cho nó khỏi mất nước, chú cũng thấy là giờ kia làm sao nó bây giờ tủ bàn ghế quá quá nó hững hà hồi sau ngủ nửa đêm sập luôn sao. Dạ. Hồi nãy mấy con thấy là cái nhà trên kia, mấy nhà bên kia nó ngập mà cá nó lội ngoài trước quá trời nhiều luôn. Cá ngô phi con xè tay gì không nè chú? Bên kia. Nhà chú có thấy cá lội ở đây không? Có luôn. Rồi có ngồi đi câu cá không chú? Câu cái gì đó. Dạ. Thôi nói chung thôi. Mà ăn bà thôi. Vậy là cái giường này là cô chú ngủ ở đây thôi. Ngủ đây, trong nhà sao ngủ? Dạ, trong nhà thì chắc nó ngập hết trơn rồi, không ngủ được. Ngủ sao được. Hàng ơi. Rồi đốt cơm, đốt nước thì kê đồ lên hết. Đó là cái gì mới kê cao rồi. Dạ. Thôi con cũng mong rằng thì nước nó chạy nắng cái đồ lên để mau rút cái đồ. Cũng không rút được, tại vì mưa nó không rút sao rút. À. Trời lắm cũng ngập luôn.
Dạ. Vậy thì nào có múc mương hay là múc cống, múc kinh á thì nó mới thoát được. Ờ nó chảy. Vậy là ảnh hưởng một số căn nhà hả chú? Ừ đấy. Dạ. Vậy là múc mương nhà thoát hết chưa, còn đâu nữa mà. Dạ, dạ tụi con cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú rất nhiều đã cho phép mấy con được ghi hình một cái buổi mà quay để cho bà con bác thấy được cái sự lũ lụt mưa ngập nhà người dân tại vùng Thác Sơn này cho mọi người nghe, mọi người thấy.